an ninh Nga cho hay đã phát hiện dấu vết chất nổ trên tàu chở ngũ cốc từng cập cảng Ukraine, nghi ngờ nó được dùng để chuyển vũ khí. Cập nhật diễn biến căng thẳng xoay quanh chiến sự Nga-Ukraine và những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất. Mời quý vị điểm nhanh những nội dung chính ngay sau đây trước khi đến với thông tin chi tiết. Nga tuyên bố phát hiện dấu vết thuốc nổ trên tàu ngũ cốc tới Ukraine. Lãnh đạo quốc gia NATO, thảm họa thế giới nếu Mỹ không chấp nhận Trung Quốc đang vượt lên. Ở Ba Lan chỉ ra chi tiết đáng chê trách về ngoại hình của ông Zelensky. Cơ quan an ninh liên bang Nga FSB cho biết có dấu vết thuốc nổ được phát hiện trên con tàu khi nó từ Thổ Nhĩ Kỳ đến cảng Rostov-on-Don của Nga để nhận ngũ cốc. Do con tàu này từng cập cảng Kilia của Ukraine hồi tháng 5, FSB nghi ngờ nó được dùng để vận chuyển chất nổ tới Ukraine. Theo FSB, con tàu được đổi tên khi tới cảng Tula của Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tháng này và thay toàn bộ thủy thủ đoàn, trong đó có 12 công dân Ukraine. An ninh Nga chưa nêu tên mới của con tàu, nhưng cho biết đã kiểm tra nó ở eo biển Kerch và yêu cầu tàu dừng hành trình. Con tàu sau đó đã rời vùng biển Nga. Những sự việc như thế này có thể cho thấy khả năng tàu dân sự nước ngoài đã được sử dụng để vận chuyển chất nổ tới Ukraine, FSB cho biết. Tuyên bố của FSB được đưa ra sau khi Nga vào hôm 17 tháng 7 dừng gia hạn sáng kiến ngũ cốc Biển Đen vì cho rằng những điều khoản liên quan tới quyền lợi nước này không thực hiện. Moscow cho biết thêm vẫn có thể xem xét quay lại thỏa thuận nếu thấy kết quả cụ thể thay vì những lời hứa hẹn. Sáng kiến ngũ cốc được Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đàm phán vào tháng 7 năm 2022, cho phép Ukraine tiếp tục xuất khẩu ngô, lúa mì và các loại nông sản bằng đường biển, đổi lại phương Tây loại bỏ rào cản đối với xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga. Tổng thống Nga Putin cáo buộc phương Tây trục lợi từ thỏa thuận này, đồng thời cam kết Nga sẽ thay Ukraine đảm bảo nguồn cung lương thực cho các nước nghèo ở châu Phi. Bán đảo Crimea và thủ đô Moscow bị tấn công dồn dập bằng UAV. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng vũ trang nước này đã đánh chặn 17 máy bay không người lái UAV tấn công vào Crimea trong đêm ngày 23 tháng 7 và đánh chặn 2 UAV tấn công vào Moscow trong sáng ngày 24 tháng 7. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết chính quyền Kiev đã cố gắng tấn công các khu vực ở bán đảo Crimea bằng 17 chiếc UAV. Tuy nhiên, tất cả đã bị tiêu diệt bằng phương tiện tác chiến điện tử và phòng không. 14 chiếc UAV đã bị chế áp bằng tác chiến điện tử, trong đó 11 chiếc UAV rơi xuống Biển Đen và một chiếc khác rơi trên lãnh thổ của Crimea trong đêm ngày 23 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Trong một thông cáo báo chí sau đó, Bộ Quốc phòng Nga cho hay có thêm 3 máy bay không người lái cũng đã bị hệ thống phòng không của Nga bắn hạ. Vào sáng 24 tháng 7, hiện tượng tắc nghẽn đã xảy ra trên cầu Crimea. Giao thông trên cầu tạm thời bị ngừng trệ, khoảng 650 ô tô xếp hàng chờ đợi ở hai đầu cầu. Trước đó vào hôm 22 tháng 7, Thống đốc Crimea thông báo rằng giới chức địa phương đã sơ tán dân cư trong bán kính 5 km sau khi UAV tấn công vào một kho đạn ở đây, đồng thời cũng ngừng hoạt động giao thông trên cây cầu Crimea. Cũng trong sáng sớm ngày 24 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn một vụ tấn công bằng UAV của Ukraine vào thủ đô Moscow. Hai chiếc UAV này bị vô hiệu hóa bằng tác chiến điện tử và rơi xuống đất. Thị trưởng Moscow, ông Sergei Sobyanin cho biết không có ai thương vong sau khi UAV đâm vào các tòa nhà không có người ở, cũng không có thiệt hại lớn nào được ghi nhận. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cảnh báo một thảm họa thế giới có thể xảy ra do xung đột Trung Mỹ, đồng thời lên tiếng về các chính sách sai lầm của châu Âu, trong đó có việc cô lập Nga. Theo báo chí Hungary, Thủ tướng Viktor Orbán đã có bài phát biểu chính sách quan trọng hàng năm vào hôm 22 tháng 7. Mở đầu, ông Orbán nhắc tới chủ đề cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung. Ông nói rằng Trung Quốc đã chìm trong giấc ngủ sâu hàng trăm năm, nhưng Bắc Kinh đã thức dậy và xoay sở để phát triển trong 30 năm như các quốc gia khác trong 200 năm. Do đó họ khẳng định vị trí của họ dưới ánh mặt trời. Tuy nhiên, theo ông Orbán, Washington không chấp nhận sự phát triển nhanh chóng đó, cũng như việc Trung Quốc đi trước họ trong nhiều lĩnh vực. Theo ông, thế giới đang đối mặt với sự thay đổi quyền lực lớn nhất trong nhiều thập kỷ, với việc Mỹ có thể mất vị trí dẫn đầu vào tay Trung Quốc. Mỹ sắp nói lời tạm biệt với vị thế siêu cường duy nhất của thế giới. Bắc Kinh cũng đang thách thức các giá trị mà Washington tìm cách mô tả là phổ quát. Trung Quốc đã trở thành một cường quốc sản xuất và hiện đang vượt qua Mỹ, theo lời ông Orbán. Ông cảnh báo điều này có thể dẫn đến một cuộc xung đột lớn giữa Washington và Bắc Kinh, trừ khi Mỹ chấp nhận rằng họ không thể là người chiến thắng mãi mãi. Ông Orbán cho biết những nỗ lực thách thức quyền bá chủ hiện đã có nhiều lần dẫn đến cuộc xung đột lớn trong lịch sử loài người. Ông nói thêm, không có người chiến thắng vĩnh viễn và kẻ thua cuộc vĩnh viễn. Nhà lãnh đạo Hungary tin rằng một cuộc xung đột giữa hai cường quốc có thể xảy ra nhưng không phải là điều không thể tránh khỏi.
Ông nói, thế giới cần tìm kiếm sự cân bằng mới và hai bên đối lập nên công nhận bình đẳng với nhau. Các quốc gia lớn phải chấp nhận rằng, ngày nay thay vì sự thống trị của Mỹ, có hai mặt trời trên bầu trời. Ông cũng vẽ ra một bức tranh ảm đạm về tương lai của châu Âu khi nói rằng châu Âu sắp mất vị trí áp đảo trong nền kinh tế toàn cầu. Orbán cho rằng các chính sách chống Nga của phương Tây là nguyên nhân dẫn tới điều này. Ông nói, EU vốn đã giàu nhưng yếu, đồng thời cho biết thêm rằng khối này sẽ tiếp tục mất đi lợi thế cạnh tranh do quyết tâm áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Ông cảnh báo việc cô lập Nga khỏi nền kinh tế thế giới thông qua nhiều hạn chế khác nhau là một ảo tưởng. EU đã chứng kiến kết quả của những quyết định sai lầm của mình. EU đã rời bỏ các nhà cung cấp năng lượng Nga. Kết quả là lạm phát khi chiến tranh xảy ra và chi phí năng lượng tăng vọt gây tổn hại đến khả năng cạnh tranh của EU. Những người khác mua năng lượng của Nga thay vì chúng ta và chúng ta phải trả nhiều tiền hơn cho năng lượng hơn bao giờ hết, ông nói. Theo ông Orbán, Vương quốc Anh và Ý sẽ rơi khỏi danh sách 10 nền kinh tế hàng đầu thế giới và Đức sẽ từ vị trí thứ tư hiện nay xuống vị trí thứ 10. Ông nói một phần quan trọng của nền kinh tế châu Âu vẫn được liên kết với Nga, bất chấp mọi lời hoa Mỹ về các biện pháp trừng phạt. Thủ tướng Orbán còn cho rằng Hungary phải chiến đấu dù nước này giống châu Âu. Đó là vì EU không còn cơ đốc giáo, dân chủ nữa. EU là một cơ chế thay vì một liên minh. Ông nhấn mạnh các giá trị phương Tây giờ đây chỉ có ý nghĩa là chiến tranh, LGBT và di cư. Ông Orbán cho biết ông muốn GDP của Hungary đạt 160.000 tỷ HUF, tương đương với 421 tỷ euro vào năm 2030. Muốn giúp đỡ nhiều hơn cho các gia đình Hungary, nâng cao khả năng sinh sản và phát triển giáo dục đại học của Hungary. Ông nói thêm rằng, đến tháng 7 năm 2024, tăng trưởng kinh tế ở Hungary sẽ cao và lạm phát sẽ thấp trở lại. Hungary đã nổi lên như một trong những nước chỉ trích chính sách của phương Tây trong bối cảnh xung đột đang diễn ra giữa Moscow và Kiev. Budapest đã nhiều lần kêu gọi một thỏa thuận ngừng bắn và hòa bình ở Ukraine, đồng thời chỉ trích EU cung cấp vũ khí cho Kiev. Vào tháng 6, Orbán nói với tờ Bild của Đức rằng một chiến thắng của Ukraine trên chiến trường là không thể. Hungary cũng khẳng định rằng các biện pháp trừng phạt chống Nga đang gây tổn hại cho châu Âu nhiều hơn là gây tổn hại cho Nga. Tổng thống Ukraine Zelensky bằng ngoại hình của mình đã xúc phạm đồng minh trong các cuộc họp cấp cao. Nhà báo Séc Roman Blasko nhận xét, trang phục được lựa chọn của Zelensky phù hợp với một chỉ huy quân sự bình thường, nhưng tất nhiên không giúp ông ta đứng ngang hàng với các nhân vật chính trị thế giới, ông nói. Tác giả lưu ý đến việc ông Zelensky thậm chí không mặc quân phục mà chỉ bận một thứ trang phục gì đó giống như vậy, do ông ta không có học vấn cũng như chức hàm tương ứng. Ông ta chắc chắn rằng điều đó không phải là chuyện vặt vãnh, bởi vì ngoại hình có ý nghĩa quan trọng đối với việc định hình vai trò chính trị trong lĩnh vực truyền thông. Kết quả là tại các cuộc họp cấp cao khác nhau, sự xuất hiện của ông ta đơn giản là thường gây khó chịu cho người khác. Nhà quan sát nói thêm. Cũng theo ông Balasko, ông Zelensky chỉ đóng vai trò nguyên thủ quốc gia về mặt hình thức, còn các quyết định chính được đưa ra cho ông ta ở Washington và London. Ngoài ra, do theo đuổi chính sách phục vụ lợi ích của phương Tây, Tổng thống Ukraine đã nhanh chóng đánh mất sự ủng hộ của đồng bào mình, nhà báo tổng kết. Về chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, sau khi Kiev tăng cường tấn công Donetsk và Lugansk, theo các yêu cầu của các nước Cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraine tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24 tháng 2, Tổng thống Nga Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!